mét. Thì con quay cái video này để gửi cho thầy. Thầy trụ trì chùa ở Đồng Nai. Thầy nhờ con tìm giúp thầy 100 cây bông trang đỏ cao từ 8-9 tấc cho tới 1 mét, 1,5 mét, thân 1 cốt. Thì ở đây con tìm được chủ này được khoảng tầm 30 cây. Con quay cái video ngắn này cho thầy xem. Cây này là khoảng 9 tấc 1 mét. 1 mét hả thầy? Chứ chưa được 1 mét rưỡi. Vàng đỏ xen kẽ. Đây. Cốt không một cốt gốc này có nửa cùm tay. Rồi bây giờ con quay trở ra. Con có nhờ bạn kiếm thêm cho đủ 100 cây. Dài mấy đằng kia luôn. Chủ yếu là con này là dẫn tháp. Đây là dẫn tháp. Bạn nó chừa lại 2 cây này, 2 bên hàng rào. Cây này với cây này chừa lại cho bạn. Rồi.
lượt gửi đến thầy, thầy xem. Rồi em cũng cảm ơn cả nhà đã xem cái video ngắn này. Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ. Bye bye. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.